Duy Khánh xin gửi lời chào đến các bạn nha. Và chúng ta sẽ đi công viên mới của Bến Linh Kiều. Đó là công viên Bến Linh Kiều nha các bạn. Mời các bạn cùng đi. Xin chào các bạn nha. Hiện tại bên đây là gọi là bến công viên của bến Linh Kiều nha các bạn. Công viên này là bên kia, bên phía cầu đi bộ đó các bạn. Bên cầu đi bộ nó đang chạy thẳng qua bên đây. Chúng ta đi thẳng qua bên đây thì sẽ thấy cái công viên này nha các bạn. Công viên này buổi chiều thì rất là đông người tập thể dục. Buổi tối thì rất đông các bạn trẻ đến đây chơi nha các bạn. Các bạn trẻ này không dám quay, đánh mấy bạn đánh chết. Chúng ta cùng thưởng thức cái công viên này từ buổi chiều nữa bạn. Từ buổi chiều khoảng 5 giờ ấy. Mình quay từ 5 giờ. Đây là buổi tối. Này tầm khoảng 6 rưỡi 7 giờ nữa các bạn. 7 giờ. Đèn ăn lên rất là đẹp nữa các bạn. Chúng ta cùng thưởng thức nha. Công viên này mới được xây dựng thôi các bạn. Chúng ta sẽ đi hết cái công viên này trong buổi tối, lúc bật điện xem nó có sáng như thế nào. Chào các bạn nha. Hiện tại bên đây là gọi là bến công viên của bến Linh Kiều nha các bạn. Công viên này là bên kia, bên phía cầu đi bộ đó các bạn. Bên cầu đi bộ nó đang chạy thẳng qua bên đây. Chúng ta đi thẳng qua bên đây thì sẽ thấy cái công viên này nha các bạn. Công viên này buổi chiều thì rất là đông người tập thể dục. Buổi tối thì rất đông các bạn trẻ đến đây chơi nha các bạn. Các bạn trẻ này không dám quay, đánh mấy bạn đánh chết. Chúng ta cùng thưởng thức cái công viên này từ buổi chiều nha các bạn. Từ buổi chiều khoảng 5 giờ mình quay từ 5 giờ. Đây là buổi tối. Này tầm khoảng 6 rưỡi 7 giờ nữa các bạn. 7 giờ. Đèn ăn lên rất là đẹp nha các bạn. Cùng thưởng thức nha. Công viên này mới được xây dựng thôi các bạn ạ. Chúng ta sẽ đi hết cái công viên này trong buổi tối, lúc bật điện xem nó có sáng như thế nào nhỉ.
toàn bộ cái công viên, gọi là công viên Linh Kiều mới nha các bạn. Chúng ta đi từ phía bên bên bến Linh Kiều, chúng ta đi qua cầu đi bộ sẽ đi qua cái công viên này. Công viên này mô tả lại cái ở trong nó mô tả lại cái cầu gần cầu đi bộ thôi, cái đèn lồng mô tả cầu đi bộ đó. Công viên này rất là đẹp, chủ yếu là để cho các bạn sinh viên đến đây họp nhóm này kia. Xin chào các bạn nhé. Hiện tại chúng ta đang ở trong công viên Linh Kiều các bạn. Hiện tại công viên này mới xây dựng rồi. Hôm nay mình đi bộ, mình tập thể dục, xe đạp qua đây thì mình quay lại cho mọi người biết. Có một số các bạn sinh viên đến đây tối chơi rất là tiện, rất là đẹp. Phía sau chúng ta là đèn bật 24/24 luôn. Sáng trưng các bạn, chúng ta cùng tham quan nhé.